chủ đề ngôn ngữ. Chủ đề ngôn ngữ xuất hiện khá nhiều trong các bài đọc IELTS và xuất hiện trong writing cũng khá là nhiều, và nó link với cái chủ đề cultures và globalization. Và đầu tiên, lost for words. Rất nhiều những cái ngôn ngữ thiểu số đang nằm ở trên list nguy hiểm. Trong cái quốc gia này, cái mà thế nào đó mình không cần đọc luôn, bỏ qua. Nói chung nó nằm ở vùng nào đó ở châu Mỹ, ở nước Mỹ. Bỏ qua luôn, không cần đọc. Cái which ấy. Chỉ thỉnh thoảng có những câu hỏi nhắm thẳng vào which, thì sau này mình sẽ chỉ cho các bạn cái skill đọc và các bạn sẽ biết được tìm và đọc như thế nào. Cái ngôn ngữ native thì đang chết đi, thì hiện tại tiếp diễn. Hầu hết những người nói của nó ở middle age, trung niên hoặc là những người già. Mặc dù rất nhiều student take classes học luôn, đang học những cái lớp học trong cái ngôn ngữ này, những cái trường học đang được chạy trong tiếng Anh. Vậy có nghĩa là gì? Mặc cho điều này có xảy ra, nhưng cái quan trọng chính là cái này. Hai cái vế này nó có quan hệ nhượng bộ, có nghĩa là cái vế đằng sau nó thắng này. Vế đằng trước là mặc dù cái chuyện này xảy ra, nhưng cái sự thực này thì nó đáng kể hơn, đáng nói hơn. Rồi những cái street side, supermarket goods và thậm chí là newspaper của họ thì cũng tất cả đều viết trong tiếng Anh. Không có gì đáng ngạc nhiên. Học luôn cụm này trong khi nói năng và nhắc lại. Người bản xứ khi nói, khi viết cũng vậy. Rất thích mở đầu bằng những cái ly này ha. Những nhà nghiên cứu ngôn ngữ nghi ngờ rằng bất kỳ cái người nào của cái ngôn ngữ này sẽ remain, tức là sẽ còn á, sẽ còn tồn tại á, trong trong một khoảng thời gian là 100 năm. Tức là trong 100 năm nữa thì không còn ai có nói cái tiếng này nữa. Cái ngôn ngữ này thì far from alone có nghĩa là gì? Nó khó, trong tiếng Việt khó dịch. Nhưng mà câu này có nghĩa là nó không chỉ có một mình mà còn rất rất nhiều ngôn ngữ cũng chung số phận với nó. Thì đây người ta sẽ giải thích ra far from alone là như thế nào. Một nửa của 6.800 ngôn ngữ của thế giới thì đang có xu hướng biến mất trong vòng 2 thế hệ. Vậy mọi người nhớ cái cụm này khi mà writing á, thì các bạn chưa phân biệt được cụm này. Are likely to là gì? Có xu hướng, có dường như có vẻ xảy ra. Và khi người ta dùng cái are likely to là người ta không chắc chắn. Tại vì như thế mới là chắc chặt chẽ và khôn, bởi vì ai mà biết được tương lai như thế nào. Nhưng mà nhìn vào xu thế thì người ta dùng cái cụm này. Giải thích bằng một cách khác rằng là một ngôn ngữ mất đi mỗi 10 ngày. Thế cái này cũng không quan trọng lắm, nó chỉ bổ nghĩa để cái người đọc hình dung rõ hơn về cái việc mất mát nó nhanh như thế nào. Never before, cứ never đứng đầu là câu nhấn mạnh. Khi đã never đứng trước thì đảo động từ lên. Chưa bao giờ trước đây sự đa dạng ngôn ngữ của hành tinh chúng ta đã và đang bị thu lại, bị co lại tại một cái nhịp như thế. Vậy thì các bạn học luôn cái cấu trúc đảo ngữ ở đây này. Khi viết được cấu trúc đảo ngữ như này thì ăn điểm ngữ pháp, tại vì không mấy người biết được. Nhưng mà các bạn đừng nên học từ những mẫu câu khi mà không hiểu thực sự. Thì cứ vào bài đọc này thấy như thế này. Lấy nguyên cái này ra, cho vào một cuốn writing của mình để tập viết như thế. At the moment là ngay bây giờ chúng ta đang đi tới cái thực tế hoặc cái tương lai là khoảng 3 đến 4 ngôn ngữ chiếm lĩnh thế giới. Ông này nói nó là một cái sự tuyệt chủng khổng lồ, và liệu là chúng ta sẽ bật lại, sống sót lại từ cái mất đi này thì vẫn khó để mà biết. Học luôn cái cách viết chữ whether. Whether subject verb object, liệu là cái này hay không, thì toàn bộ cái đằng sau này này nó bổ nghĩa cho whether thôi. Liệu là cái chuyện này nó như thế nào thì khó để nói. Mình có thể đặt những câu như là gì, liệu là anh ta có yêu tôi thực sự thì khó để biết được, liệu là tôi sẽ hoàn thành kỳ thi IELTS trong vòng 6 tháng hay không phụ thuộc vào mức độ chăm chỉ và cứng đầu của tôi, liệu là cái chuyện này thế nào. Và sau đó thì mới cho cái động từ nào đó cho cái weather.
Sự cô lập nuôi dưỡng sự đa dạng ngôn ngữ như một kết quả. Cái thế giới thì đang động từ pepper có khá là nhiều nghĩa, trong đó có mình chọn ra một cái nghĩa là nó được giải giải rác, như là người ta rắc hạt tiêu lên đồ ăn á. Thì cái thế giới được giải với một vài cái, với những ngôn ngữ được nói bởi chỉ một số người. Câu này hơi tricky nha mọi người, hơi khó đó để hiểu á. Có nghĩa là ý của người ta đây là gì? Sự cô lập thì chính là cái nuôi dưỡng diversity của cái ngôn ngữ. Ví dụ Việt Nam có 54 dân tộc, nói 54 tiếng nói. Nếu mà cứ ở xa mãi ra thì người ta sẽ nói 54 ngôn ngữ trên nước Việt Nam. Chỉ 250 ngôn ngữ có hơn 1 triệu người nói, và ít nhất 3.000 ngôn ngữ có ít hơn, fewer là ít hơn 2.500. Thì 200, 2.500 này là gì? Là bằng với cái speakers. Câu này là một cái câu cũng rất là khó hiểu, không biết là đang nói về cái gì. Nó thì một cách không cần thiết, những cái ngôn ngữ nhỏ này, cái mà to be about to là sắp sắp biến mất. Ngôn ngữ này được xem là nguy hiểm, có thể tuyệt chủng, có thể biến mất đó. Despite là một cái chữ quan trọng, mặc cho việc có 150.000 người nói. Trong câu này chữ despite nó sẽ đem lại cho cái con số này một cái ý niệm. Vậy thì theo như cái cấu trúc này thì con số 150.000 người này sẽ là một con số rất là lớn so với tình hình các ngôn ngữ khác ở trong cái bài viết. Bởi vì mặc dù nó đang có từng này người, nó vẫn được xem là đang bị nguy hiểm. Cái làm cho một ngôn ngữ bị nguy hiểm mà không phải là cái số lượng người nói, nhưng hoặc là mà là cái tuổi của họ. Nếu nó được nói bởi trẻ em thì tương đối là an toàn. Những cái ngôn ngữ một cách trầm trọng đang bị đe dọa là những cái ngôn ngữ cái mà chỉ được nói bởi những người già, theo như ông này. Tại sao người ta từ chối cái ngôn ngữ của cha mẹ họ? Nó bắt đầu với một cái crisis of confidence, chữ quá hay luôn các bạn. Một sự khủng hoảng về sự tự tin. Vậy thì nó sẽ giải thích bằng cái when này. Khi mà một cái cộng đồng nhỏ tìm thấy bản thân nó sống dọc theo một cái cộng đồng lớn hơn và giàu có hơn, người ta mất cái niềm tin vào văn hóa của họ. Khi mà generation tiếp theo đạt tới tuổi teen, họ có thể không muốn được bao gồm vào trong cái thế hệ trước đó, thế hệ cũ. Cái sự thay đổi thì không luôn luôn là tình nguyện, tự nguyện. Một cách thường xuyên, các chính phủ cố tình giết một ngôn ngữ thiểu số bằng việc cấm sự sử dụng của nó ở public, hoặc là không khuyến khích sự sử dụng của ngôn ngữ đó ở trong school. Tất cả để thúc đẩy cái sự thống nhất của quốc gia. Cái policy của chính phủ ở Mỹ trước đây trong cái việc chạy cái sự bảo tồn ngôn ngữ Indian trong ngôn ngữ trong tiếng Anh một cách tích cực, đặt những ngôn ngữ như là ngôn ngữ này vào trong cái danger list. Indian này là cái tiếng của người thổ dân. Nhưng cái ông này, người mà là chủ tịch của cái department này ở đây, tranh luận rằng cái vũ khí chết người nhất thì không phải là chính sách chính phủ mà là sự toàn cầu hóa về kinh tế. Bài này rất nhiều cụm từ hay nha. Những người American native ấy, đến bây giờ chưa có mất đi niềm tự hào vào trong với ngôn ngữ của họ, nhưng họ đã và đang phải adapt với những áp lực kinh tế xã hội. Áp lực kinh tế xã hội là gì? Muốn xin được việc làm trong nền kinh tế Mỹ thì phải nói tiếng Anh, muốn hòa nhập được vào xã hội này thì phải giỏi tiếng Anh. Họ không thể từ chối nói tiếng Anh nếu hầu hết những cái hoạt động thương mại là trong tiếng Anh. Nhưng những ngôn ngữ thì nó có đáng giá để saving không? Worth saving học luôn.
to be, đi với to be. Tối thiểu có một cái sự mất đi của data cho cái nghiên cứu của các ngôn ngữ và sự tiến hóa của chúng, tức là của các ngôn ngữ. Sự tiến hóa nào thì người ta bỏ thêm which vô. Cả cái ngôn ngữ đang sống và ngôn ngữ đã chết. Khi một ngôn ngữ không được recorded, không được viết lại mà biến mất, nó là sự mất đi cho science. Vậy người ta đặt câu hỏi là liệu những ngôn ngữ này có đáng giá để giữ gìn, để saving không? Thì người ta đưa ra là có, là bởi vì cái lý do tối thiểu là giữ lại data cho cái khoa học. Ngôn ngữ thì cũng một cách mật thiết bond up with là gì? Gắn bó với, gắn liền với culture. Vì vậy nó có thể khó để bảo tồn một cái mà không bảo tồn cái còn lại. Nếu một người đổi từ nói tiếng này sang nói tiếng Anh, họ sẽ mất vài thứ gì đó. Ông này nói hơn nữa, cái sự mất đi của sự đa dạng cũng có thể, nguyên từ này hay quá, deprive somebody of something, cái này mà không hiểu trật tự dùng sai là sai luôn, cũng có thể tước đoạt của chúng ta một vài cái cách khác nhau trong việc nhìn vào thế giới, ông này nói. Vậy học nguyên cụm này nha mọi người, có nghĩa là tước đoạt của ai đó cái gì đó. Có cái bằng chứng chồng chất rằng việc học một ngôn ngữ tạo ra những cái thay đổi về sinh lý học trong não. Não của bạn và não của chúng của tôi thì khác nhau, chỗ này sai nha, chỗ này là adjective này. Thì khác với những bộ não của những người khác, người mà nói tiếng Anh. Và điều này có thể ảnh hưởng những suy nghĩ và sự nhận thức của chúng ta. Những cái kiểu mẫu và những sự connections chúng ta làm giữa những cái concept khác nhau có thể được cấu trúc bởi cái thói quen ngôn ngữ của community của chúng ta. Cái này thì rõ ràng nha mọi người, bởi vậy ngôn ngữ và văn hóa nó mới gắn liền với nhau. Mình lấy ví dụ, sự khác biệt rõ nhất giữa tiếng Việt với tiếng Anh là chia động từ và thì và độ chính xác về thời gian. Là bởi vì văn hóa của người Việt là văn hóa lúa nước, cái thời gian chính xác không quan trọng lắm trong nông nghiệp lúa nước. Ngày xưa là trồng lúa vài tháng mới gặt, nhưng mà ở nước ngoài thì cái nền công nghiệp nó phát triển sớm cho nên cái độ chính xác về thời gian nó cũng gì? Nó cũng chặt chẽ hơn. Vì vậy, mặc cho những cái nỗ lực tốt nhất của những nhà ngôn ngữ học, rất nhiều ngôn ngữ sẽ biến mất trong vòng thế kỷ tới. Nhưng một sự hứng thú đang gia tăng trong bản sắc văn hóa có thể ngăn những cái dự đoán kinh hoàng nhất từ việc trở thành sự thực. Vậy cái dự đoán kinh hoàng nhất trở thành sự thực là dự đoán nào? Dự đoán là gì đây? Là sự biến mất của ngôn ngữ rất là nhanh và mạnh mẽ và triệt để đó. Cái key cho việc nuôi dưỡng sự đa dạng là cho people học ngôn ngữ tổ tiên của họ cũng như là cái ngôn ngữ thống trị. Ông này nói hầu hết những ngôn ngữ này thì sẽ không sống sót mà không cần một cái large degree của song ngữ. Ý là gì? Tức nếu mà không dạy song ngữ là vừa dạy ngôn ngữ tổ tiên, vừa dạy cái ngôn ngữ dominant như là tiếng Anh, thì cái ngôn ngữ thiểu số sẽ biến mất. Học hai ngôn ngữ là bilingualism ha. Ở New Zealand, những lớp học cho trẻ con thì đã và đang làm giảm cái sự thoái hóa của tiếng Maori, và chữ này cũng hay này, nhen lại, thắp lại cái interest. Một cái approach tương tự ở Hawaii, chỗ này đi đi nhé, đã và đang sản xuất ra khoảng 8.000 người nói mới của cái tiếng này. Chỗ này lại số ít này. Ở California, những chương trình người học việc đã và đang cung cấp cái life support cho nhiều ngôn ngữ bản địa, several là nhiều này.
Những người học việc volunteer thì Pearlwood bắt cặp với một trong những người nói cuối cùng của ngôn ngữ này để học cái traditional skill như là đan giỏ này, và với cái sự hướng dẫn một cách độc quyền, tức là một cách duy nhất ở trong cái ngôn ngữ đang bị đe dọa. Sau khoảng 300 giờ của training, họ thì nói chung là đã tương đối sufficiently, là một cách đủ fluent để chuyển giao cái ngôn ngữ cho next generation. Nhưng ông này nói rằng việc ngăn một ngôn ngữ chết đi thì không giống như là việc đưa cho nó một cái new life bằng cách dùng nó mỗi ngày. Việc bảo tồn một ngôn ngữ is more likely, huh? Việc lưu trữ, bảo tồn những cái fruits ở trong một cái lọ. Tuy nhiên, việc bảo tồn có thể mang một ngôn ngữ trở lại từ cái chết. Có nhiều example cho những cái ngôn ngữ cái mà đã và đang sống sót trong cái hình thức viết và sau đó được tái sinh bằng những cái generation sau đó. Nhưng một cái form viết thì cốt yếu cho điều này. Vì vậy, cái khả năng đơn thuần của việc revival, là việc tái sinh, đã và đang dẫn nhiều người nói của những cái ngôn ngữ bị đe dọa phát triển những hệ thống của việc viết nơi mà chưa có cái form viết nào đã tồn tại trước đó.